uống thuốc điều hòa kinh nguyệt có phá thai được không? Với công nghệ hiện đại như ngày nay, có rất nhiều những phương pháp phá thai khác nhau được mọi người áp dụng. Tuy nhiên, chính vì có ít hiểu biết về việc phá thai mà nhiều chị em đã tự ý sử dụng thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai và nghĩ rằng đây là một phương pháp hiệu quả, kín đáo. Vậy việc sử dụng phương pháp uống thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai có được không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau. Có nên uống thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai? Có nhiều bạn nữ nghĩ rằng nếu mang thai ngoài ý muốn hoặc có ý định bỏ thai một cách kín đáo nên sử dụng thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Hiện nay có rất nhiều phương pháp phá thai khác nhau, không sử dụng đến các thủ thuật hoặc thiết bị y tế. Trong đó nhiều người hay dùng phương pháp uống thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai. Sở dĩ nó được nhiều người sử dụng vì đây là một phương pháp truyền thống, quá trình thực hiện đơn giản, kín đáo. Nhưng đây là một phương pháp không được khuyến khích, nhất là khi không có sự chỉ dẫn của bác sĩ, vì hiệu quả của nó mang lại không cao mà mức độ rủi ro rất lớn. Việc nhiều người sử dụng thuốc điều hòa kinh nguyệt mà không có hướng dẫn hoặc ý kiến của bác sĩ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm với sức khỏe của phụ nữ. Trước câu hỏi uống thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai có được không? Câu trả lời chắc chắn là không nên sử dụng phương pháp này. Nếu chẳng may có thai ngoài ý muốn, tuyệt đối không được sử dụng thuốc điều hòa kinh nguyệt để phá thai khi chưa xác định được tình trạng thai và chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, vì như vậy rất nguy hiểm đến sức khỏe của phụ nữ. Các bạn hãy tới những phòng khám phá thai uy tín để được tư vấn những cách phá thai an toàn. Để không ngừng nâng cao chất lượng tư vấn cũng như đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu tìm hiểu về sức khỏe của khán thính giả, chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi của quý thính giả. Nếu quý thính giả nào có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hoặc có những đóng góp nào tốt cho cộng đồng, xin hãy vui lòng di trú vào mục nhận xét phía dưới video này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi lại quý thính giả trong vòng 24 giờ.